Hello, chào toàn bộ các cháu học sinh lớp 11. Hôm nay thì đây là cái bài đầu tiên của cái chương đầu tiên của phần chương trình lớp 11. Thì cái phần hóa học lớp 11 nó chia làm hai phần chính, một phần là hóa học vô cơ, một phần là hóa học hữu cơ. Thì trong cả hai phần thì kiến thức nó đều tương đương khó như nhau. Trong đó thì phần kiến thức vô cơ thì chúng ta học trong già nửa học kỳ 1 của lớp 11, còn phần kiến thức hữu cơ là một trong số những phần kiến thức nền tảng nhất thì chúng ta học ở nửa cuối của học kỳ 1 lớp 11 và toàn bộ học kỳ 2 lớp 12 và toàn bộ học kỳ 2 lớp 11. Thì cả hai phần này đều rất là quan trọng. Và sang phần kiến thức hóa học lớp 11 thì gần như hầu hết là kiến thức nó sẽ khó hơn và nó nâng tầm hơn lớp 10. Vì vậy nên yêu cầu tất cả các cháu lớp 11 thì cần có một thái độ nghiêm túc trong việc học bài và nhớ là làm bài tập và ghi chép bài đầy đủ nhé. Ok ạ, thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái chương đầu tiên của bài đầu tiên lớp 11, chương số 1. Chương địa lý. Ở cái chương này thì mình sẽ đi nghiên cứu rất nhiều vấn đề về bản chất của cái dung dịch nhé. Ở cái chương này chúng ta sẽ nghiên cứu về rất nhiều vấn đề, chủ yếu là nghiên cứu về bản chất của các của sự tồn tại các chất bên trong dung dịch. Thì thực ra thì trong sách giáo khoa thì nói sẽ rất là nhiều thứ, thầy cô trên lớp cũng giảng giải rất là nhiều thứ, nhưng mà đối với thầy thì thầy chỉ ở trong cái chương này, các em chỉ cần hiểu cho thầy một vài cái vấn đề cơ bản như sau. Thứ nhất, một la mã định nghĩa. Trong này thì mình cần phải định nghĩa là sự điện ly là gì. Thì sự điện ly là sự phân ly ra thành ion nhá của các chất trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy. Ví dụ như hòa tan NaCl vào trong bên trong dung dịch thì nó sẽ bị điện ly. Ví dụ hòa tan NaCl vào trong dung dịch thì nó sẽ bị điện ly tạo thành Na cộng cộng Cl trừ. Đấy, được chưa? Ví dụ thứ hai là điện phân KCl nóng chảy nhá. Đây, điện phân đây KCl nóng chảy luôn. Thì nó cũng phân ly tạo thành K cộng cộng Cl trừ. Đấy, đây là sự phân ly các ion tạo thành chất trong dịch trạng thái nóng chảy nhá. Thế thì cái sự điện ly này thì đấy là về định nghĩa của nó. Thế thì trong cái sự điện ly này bây giờ mình cần biết là cái chất nào điện ly được và chất nào không điện ly được. Đây là cái quan trọng đúng không ạ? Thì nhưng mà trong cái sự điện ly thì phân ly được các ion, chúng ta đều nhìn thấy là các ion này đã đúng không? Thế thì từ các cái ion này thì mình sẽ nhìn ra một cái vấn đề quan trọng như này, đó là hệ quả của nó là dung dịch chất điện ly thì do nó có các ion nên nó luôn dẫn điện. Dung dịch chất điện ly thì do nó chứa các ion nên nó luôn dẫn điện nhá. Hai la mã học về chất điện ly. Ta định nghĩa chất điện ly. Điện ly là chất mà phân ly ra ion ở trong dung dịch hoặc trạng thái nóng chảy. Được chưa? Thế thì cái chất điện ly này thì định nghĩa nó bình thường nữa, thường là các chất điện ly thì ở trạng thái dung dịch hay trạng thái nóng chảy nó đều dẫn được điện. Cái thế là chúng ta nghĩ đơn giản nhất. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề của chúng ta là mình phải phân biệt là đâu là chất điện ly, đâu là chất không điện ly nhá. Thì mình có chất điện ly thì nó bao gồm tất cả các axit này, bazơ này, muối và nước nhá. Đấy, nó bao gồm tất cả các axit, các bazơ, muối và nước, nhớ chưa ạ? Đấy, thì vì vậy chúng ta muốn biết được được chất điện ly là bao gồm những gì, mình phải nắm được các axit, các bazơ, các muối và nước
Nước thì ai cũng biết đúng không ạ? Acid thì nhìn vào biết rồi đúng không? Bazơ thì nhìn biết. Cái này thì đơn giản là cái việc mà chúng ta thấy cái việc mà bài đầu tiên của chương trình lớp 11 nó khó, bởi vì chúng ta chưa có dung để chúng ta biết được, nắm được anh nào axit, anh nào bazơ, anh nào muối, anh nào nước. Thì muốn làm được biết được cái này thì mình chỉ có làm nhiều bài tập thôi nhá, chỉ có làm nhiều bài tập thôi. Tí chúng ta sẽ có luyện bài tập. Thứ hai là phân loại chất điện đi. Thì chất điện ly nó được phân thành 3 loại nhá. À, phân thành 2 loại. Loại thứ nhất là chất điện ly mạnh. Định nghĩa ở chất điện ly mạnh là phần tan trong nước. Phần tan trong nước phân ly hoàn toàn ra iô. Phần tan trong nước phân ly hoàn toàn là iô. Nhớ nha, định nghĩa chất điện ly mạnh là phần tan trong nước phân ly hoàn toàn là iô. Thế thì quan trọng của chúng ta này là biết được anh nào là chất điện ly mạnh. Thì các chất điện ly mạnh bao gồm, các chất điện ly mạnh là bao gồm, thứ nhất là các axit mạnh. Axit mạnh thì chúng ta nắm được quá rõ rồi đúng không? Các axit mạnh chúng ta thường gặp là những axit nào? Đây, ví dụ như H2SO4 đúng không? HCl đúng không? HNO3 đúng không? HClO4 đúng không? Vân vân. Thì là các axit mạnh. Các bazơ mạnh. Hai là các bazơ mạnh. Thầy gợi ý một tí, các bazơ mạnh nó là các hydroxit không hydroxit tan. Chúng ta mở bảng tính tan là biết nhá, mở bảng tính tan ở cuối cuốn sách giáo khoa lớp 11. Được chưa? Còn bạn nào mà muốn nhớ hơn nữa thì các hydroxit tan thì thầy chỉ cho một mẹo, đó là các hydroxit mà có K chi ông kim loại đứng trước mặt gì khi nào ba cần mua. Đấy. K chi ông kim loại nhá. Đứng trước mà gì? Là các hydroxit tan. Khi nào ba cần, đúng không? Dĩ nhiên không có li ti đây nhưng mà chúng ta vẫn có xếp li ti vào được. Đấy là các ba giờ mạnh. Và cuối cùng là các muối. Các muối, chúng ta lưu ý là các muối này thì nó phải trừ muối của thủy ngân, trừ muối của thủy ngân tất cả các muối nhé, tất cả các muối kể cả muối kết tụa trừ muối thủy ngân. Và lấy ví dụ như anh ví dụ về phương trình điện ly nhá, chúng ta viết một số phương trình điện ly, phương trình điện ly ví dụ như HCl này thì điện ly hoàn toàn mũi tên một chiều H cộng CL trừ. Đấy, mũi tên một chiều, cả nhà nhớ chưa? Đấy, điện ly mạnh là mũi tên một chiều. Thứ hai, ví dụ như H2SO4 thì điện ly mạnh tạo thành 2H cộng cộng SO4 2 trừ. Ví dụ như HNO3 thì điện ly mạnh tạo thành H cộng cộng NO3 trừ. Ví dụ như cao H thì điện ly mạnh tạo thành K cộng cộng OH trừ. Ví dụ như BaOH 2 lần thì điện ly mạnh tạo thành Ba2 cộng cộng 2OH trừ. Ví dụ như AlCl3 là muối, điện ly mạnh tạo thành nhôm 3 cộng cộng 3Cl trừ. Thế thì cái việc học về chất điện ly mạnh này về mặt bản chất giúp chúng ta hiểu được gì? À, giúp chúng ta hiểu này. À, trong dung dịch mà HCl hòa tan vào thì nó sẽ không tồn tại dưới dạng phân tử HCl. Nó tồn tại dạng ion H cộng và Cl trừ. Được không ạ? Trong dịch H2O4 thì không có phân tử H2O4 mà có ion H cộng và ion H4 này trừ. Trong dịch H2O3
thì không phải là có H2O3 mà tồn tại H cộng và NO3 trừ. Tương tự như vậy trong dịch AlCl3 thì chỉ tồn tại ion nhôm 3 cộng và 3Cl trừ chứ không tồn tại AlCl3. Em hiểu chưa? Đó, bản chất là như thế. Mình hiểu như vậy cho dễ nhá. Sang hai nhỏ sẽ bị yếu. Hai nhỏ chất điện yếu. Chất điện ly yếu thì được định nghĩa như này là phần tan trong nước. Phần tan trong nước. Phân ly một phần ra ion. Phần tan trong nước phân ly một phần ra ion. Nhá. Đấy là định nghĩa chất điện ly yếu. Vậy là có nghĩa mũi tên của nó là mũi tên hai chiều. Điều chúng ta quan trọng nhất đấy là các chất điện ly yếu bao gồm các chất điện ly yếu thì nó bao gồm nhá, thứ nhất là các axit yếu. Các axit yếu này thì ta sắp xếp theo chiều chúng ta gặp nhiều đến ít gặp nhé. Đầu tiên sẽ là H2CO3, thứ hai là H2SO3, thứ ba là H2S, thứ tư là CH3COOH, thứ năm là HClO, đúng không? Vân 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 vân. Đây là những anh mà chúng ta hay gặp nhiều nhất, chúng ta sẽ bị hỏi nhiều nhất. Thêm được nữa là một anh trong chương trình lớp 11 là H3PO4, H2SiO3. Đây là những cái mà chúng ta sẽ gặp ở trong chương trình lớp 11. Sắp xếp từ gặp nhiều nhất cho đến ít gặp nhất. Đấy, đây thì ghi hết rồi, nào chúng ta chỉ cần mở vào của thầy ra chúng ta kiểm tra là biết ngay. Nhá, là biết ngay. Cứ nhớ thầy là chất điện ly yếu đã là axit yếu. Hai nhỏ là các hydroxit kết tủa, là các hydroxit kết tủa. Các hydroxit kết tủa là các hydroxit mà có ca chiêu kim loại đứng đằng sau magie, đúng không? Và lấy cả magie trở đi. Các hydroxit kết tủa, vậy ở đây mình sẽ có là khi nào ba cần mua, đúng không? MgOH 2 lần này, mua này, áo này, AlOH 3 lần này, giáp này, ZnOH 2 lần này, sắt này, FeOH 3 lần này, vân vân, đúng không? Rất nhiều. Thì nó đều là các hydroxit kết tủa, thì nó đều là chất điện ly yếu nhá. Thứ ba là nước. Nước thì chắc chắn là chất điện ly yếu rồi. Thứ tư là muối của thủy ngân. Muối của thủy ngân nhá, có nghĩa là muối của thủy ngân nó là H2 cộng đấy ạ. Vậy thì ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một vài cái phương trình của axit yếu nhá. Chúng ta sẽ có một vài cái phương trình của anh axit yếu, ví dụ như là phương trình điện ly này, phương trình điện ly của axit yếu. Mình sẽ có như thế này ạ. Anh dễ nhất đi của chúng ta đây là anh gì ạ? Anh dễ nhất của chúng ta là anh H2S, đúng không? H2S này, điện đi hai chiều này để tạo thành H cộng này, cộng HS trừ này. Anh bố của nó là anh H2S đã yếu rồi thì anh HS còn yếu nữa, đúng không? Thì HS lại điện đi tiếp nhá. HS trừ lại điện đi tiếp để tạo thành H cộng cộng với S hai chữ. Được chưa? Vậy thì từ cái này thì mình sẽ suy ra là trong cái dung dịch H2S ấy, trong dung dịch H2S thì nó tồn tại bao gồm nhá, ion S2 trừ này, ion H cộng này, ion HS trừ này, bởi vì HS trừ nó không bị phân đi hết, nó chỉ phân đi một một phần thôi, đúng không? Và cả H2S nhá. Đấy, trong dịch này tồn tại tất cả các ion này, chúng ta cần phải lưu ý nhá. Đấy, đấy là dung dịch về axit yếu. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cái anh cũng bị hay hỏi thứ hai là anh H2CO3. H2CO3 nó cũng sẽ điện đi hai chiều để tạo thành H cộng cộng với lại HCO3 trừ. Rồi anh HCO3 trừ lại bị điện ly hai chiều để tạo thành H cộng cộng với lại
CO3 hai chữ. Và ngay lập tức ở đây thì chúng ta cũng sẽ có là dung dịch H2CO3. Dung dịch H2CO3. H2CO3 thì nó tồn tại gồm gì ạ? Nó tồn tại gồm có cả CO3 trừ H cộng, HCO3 trừ và cả H2CO3. Đúng chưa? Vậy thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có ven nước. Nó đi hai chiều để tạo thành H cộng cộng OH trừ. Vậy thì trong nước lúc nào cũng sẽ tồn tại phân tử nước ion H cộng và ion OH trừ. Đấy nhá, đấy chúng ta phải hiểu như vậy. Đấy chúng ta học, chúng ta phải hiểu bản chất, chúng ta mới nắm được toàn bộ vấn đề. Thế thì đấy, trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta về toàn bộ cái định nghĩa về chất điện ly này, phân loại và điện ly là chất điện ly mạnh này, chất điện ly yếu này. Thế thì có nhiều bạn sẽ hỏi là thế thì chất điện ly thì bao gồm axit, bazơ, muối và nước, thế thì những cái thằng nào không phải là chất điện ly? Thì không phải chất điện ly là không thuộc axit, bazơ, muối và nước thì nó không phải là chất điện ly, đúng không? Thì những chất không phải chất điện ly ví dụ như là glucose, sacarose, alkan, anken, đúng không, vân vân. Thế nhá, thì đấy là về phần lý thuyết nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài tập.